xin chào anh em nha, lại là mình đây, mình ở bên kia từ con số 8. Thì có lẽ là trong vài tuần qua thì mình gặp số lý do sức khỏe nên không gặp anh em được ha. Nhưng hôm nay mình đã comeback rồi, mình đã trở lại rồi để cập nhật những cái tin tức mới nhất cho anh em, để chúng ta cùng đồng hành kịp thời với cái thị trường này. Thì tại sao là hôm nay mình làm cái video này? Thì ngày hôm qua chúng ta đã có một cái biến rất là lớn anh em. Phải nói đây là một cái biến rất là lớn, và nó đã chặn đứng cái đà hồi phục của Bitcoin khi mà chúng ta đã có một cái tuần khá là xanh tươi, đúng không? Khi mà cả Bitcoin, cả Ethereum và cả thị trường đều tăng trưởng lên rất là mạnh mẽ luôn, ở trên mốc khoảng là 21.100 đô đó. Nhưng tại vì ngay vào tối ngày hôm qua luôn thì cái đà phục hồi của BTC và toàn bộ thị trường của chúng ta đó thì đã bị chặn đứng lại. Thì tại sao mình nói cái biến này là rất là lớn? Tại vì đây đã được xác nhận như là một cái cuộc chiến giữa hai sàn giao dịch lớn nhất trên thị trường của chúng ta vào thời điểm hiện tại, bởi hai người đứng đầu đó chính là CEO Binance mà chúng ta hay thường quen gọi với cái tên là CZ đó, và CEO của FTX hay mà chúng ta hay gọi là Samsung đó. Thì cụ thể cái việc này ra sao thì vào tối ngày hôm qua thì trước khi có một cái sự xác nhận của CEO Binance á, thì đã có rất nhiều tin đồn cho rằng á, là sàn FTX và ngay cả đích thân CEO của FTX á, là Samsung đó, là dường như là đang đứng trước cái nguy cơ gọi là nguy cơ vỡ nợ như quỹ 3 Arrow Capital hoặc là Celsius. Tại vì á, những cái tin đồn này đó anh em được đưa ra là bởi vì sao? Bởi vì á, là khi mà những cái báo cáo tài chính của sàn FTX được đưa ra thì nó lại không có khớp với cái market cap của cái đồng token FTT đó. Đó thì bởi vì cái sự chênh lệch đó, đó thì người ta cho rằng á, là cái báo cáo tài chính của sàn FTX đưa ra là nó không có đúng và họ đang in khống tiền. Và cùng với đó là cái lượng token mà sàn FTX đang giữ là FTT đó thì họ lại đem đi để họ thế chấp và họ vay rất là nhiều. Nên vì thế khi mà gặp cái trường hợp gì nó xấu thì người ta lại sợ rằng là sàn sẽ bị mất thanh khoản, và từ đó dẫn đến cái việc domino vỡ nợ xuống anh em đó, và người dùng sẽ không thể rút tiền được. Và nó y chang trường hợp của 3AC hay là những cái nền tảng crypto mà chúng ta đã gặp cái cuộc khủng hoảng thanh khoản vào tầm khoảng tháng 7 đó anh em. Đó thì cái đó chỉ mới dừng lại ở tin đồn thôi, nhưng mà vào tối ngày hôm qua thì CEO Binance dường như đã bắn một cái mũi tên trực tiếp đến sàn FTX. Và cụ thể sự việc này ra sao thì ở đây mình có trình bày rõ ràng cho anh em ha. Thì CEO Binance đó thì ông đã nói rất là cụ thể và rõ ràng luôn là trong cái lúc mà FTX mua lại quyền sở hữu của sàn Binance đó, trước đây vào khoảng năm 2018-2019 đó, thì Binance đã nhận được 2,1 tỷ USD dưới dạng là token FTT và BUSD đó. Tuy nhiên với cái điều kiện thị trường hiện tại là nó quá là hỗn loạn và nó quá là khó khăn, nên CZ đó thì ông quyết định ông xả toàn bộ lượng FTT mà ông đang hold luôn đó. Và anh em hãy lưu ý giúp mình nha, xả toàn bộ cái lượng FTT này, chứ không phải là xả toàn bộ là 2,1 tỷ đô FTT ha. Tại vì 2,1 tỷ đô là đều là tổng hợp với dạng FTT và BUSD. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại thì cái con số 2,1 tỷ này mà bao gồm FTT, chỉ với FTT và BUSD thôi, thì đây cũng là một cái số lượng token FTT rất là lớn. Và chúng ta hãy đặc biệt chú ý tới một cái điểm nữa, tức là sao? Tức là nếu một cái whale nào đó xả, một cái cá mập, một cái cá voi đằng nào đó xả, đúng không, thì chúng ta đã lo sợ rồi. Nhưng mà cái này lại là CZ anh em. Đó, cái chìa khóa ở đây là CZ, một cái người mà tiên phong trong ngành crypto và một KOL dường như là có ảnh hưởng nhất trong cái thị trường này mà nói xả, thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra một cái độ panic sell rất là lớn đối với đồng FTT. Đó thì cái đó là cái điểm thứ nhất. Và tiếp theo nữa đó thì ông cũng thừa nhận đó là ông không có phải xả một phát một là xả hết luôn, mà sẽ bán cái số lượng FTT này dần theo thời gian để có thể giống như kiểu là không gây ảnh hưởng tới thị trường quá là nhiều. Đó, giống như kiểu là nếu mà xả luôn một lần đó thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái độ trượt giá và nó sẽ gây rất là hoảng loạn, đúng không? Nhưng mà CZ ông khẳng định là ông sẽ bán từ từ, và bán từ từ trong vòng vài tháng tới để khi nào hết thì thôi. Đó, và cái hành động mà đưa ra trực tiếp này đó anh em, thì ông CZ ông nói rằng là đây không phải là cái hành động mà ông muốn trả đũa sàn FTX hay là ông có hành động chơi xấu đối thủ gì cả. Đó, chẳng qua là cái việc mà ông đã nắm giữ từ năm 2019 đến bây giờ, và bây giờ thì giống như kiểu là đã đến lúc mà không còn giữ được nữa mà thôi. Đó, nhưng mà ẩn sâu cái vấn đề đó anh em, ẩn sâu trong cái vấn đề đó thì hồi nãy mình có nói cho anh em á, là trước khi mà CEO Binance ông đưa ra cái vấn đề mà nói trực tiếp như vậy đối với cộng đồng đó, thì đã có những cái tin đồn rằng là quỹ Alameda Research, ở đây mình có thể gọi một cách thân thiết là Alameda Research là quỹ ha anh em, còn FTX là sàn.
Thì cái quỹ Alameda Research này á, thì nó giống như kiểu là nó là cái bộ phận chị em thân thiết với lại SX thôi, giống kiểu là hai trong một đó, cùng là một cái nhưng mà nó là hai, nhưng mà nó tách ra làm hai hai bộ phận khác nhau đó. Thì đó thì đã có những cái, đã có những cái tin đồn là quỹ Alameda Research này á, đã gặp một số cái vấn đề thanh khoản đó, thì hồi nãy mình có trình bày rõ cho anh em rồi. Nhưng mà trong cái tối mà CEO Binance ông đưa ra cái lệnh dừng đó, thì anh em biết cái lúc đó FTT bị xả rất là nhiều đó. Thì ngay vào tối hôm đó luôn thì Caroline nè anh em, đây Caroline, thì cái chị này đó là CEO của bên phía quỹ Alameda Research, là hồi đó là đồng CEO với một cái anh nữa, nhưng mà cái anh đó anh đã nghỉ rồi, anh đã nghỉ từ khoảng là 2 tháng trước rồi. Thì bây giờ là chị này, chị Caroline này cũng là một người bạn thân thiết của Sam luôn đó. Thì chị mới đăng lên để trấn an cộng đồng rằng là thực sự là quỹ Alameda Research không có gặp về vấn đề thanh khoản gì cả, và tuyên bố rằng là những cái thông tin mà đồn thổi á thì nó không có đúng sự thật, và bên phía Alameda Research đang còn rất là nhiều tiền đó, nên là cộng đồng hãy đừng có mà đi lan truyền những cái tin đồn thất thiệt nữa. Và chỉ sau khi mà CEO Binance ông nói rằng là ông bán hết FTT, thì chị Caroline này đó, chị cũng đã lên để mà chị nói rằng là Alameda Research sẽ sẵn sàng mua lại hết toàn bộ cái số FTT mà CEO Binance xả ra với giá $22 đó. Thì anh em thấy ở đây có một cái trường hợp nó đặc biệt không? Tức là chúng ta hãy nhìn vào năm 2021 đi, đó khi mà đồng Sol cũng bị phớt rất là nhiều và xả ra, đúng không? Và xả ra sau đó là Sam cũng đã đăng cái tweet nói rằng là mấy anh hãy bán hết cho tôi, ai muốn bán thì bán hết cho tôi Sol ở giá $3 đó, và sau đó mấy anh đừng có đầu tư vào Sol nữa. Thì sau đó Sol cũng bay đó, và bây giờ chúng ta gặp lại một cái trường hợp tương tự với CEO của Alameda Research là Caroline. Thì ngay khi mà chị đăng cái tweet này đó, thì giống như kiểu là lúc đó là đồng FTT nó bơm đơm vậy anh em đó, nó bơm đơm khá là dữ dội, và dường như là để kill nó short thôi đó. Và tiếp theo nữa, chỉ sau đó khoảng vài tiếng thôi, thì Samsung của FTX thì anh cũng đã lên anh nói trực tiếp về cái vấn đề này. Thì anh em biết á, đây là một cái hành động cũng khá là bất ngờ đối với mình, tại vì Sam thì trước giờ là chủ yếu là anh em thấy rằng là cũng khá là chiến, đúng không? Nhưng mà tự nhiên bây giờ nhận được cái lời, đã nhận được cái đòn tấn công của CZ rồi, nhưng mà bây giờ thì Sam cũng khá là dĩ hòa vi quý khi mà nói rằng là anh rất là tôn trọng những cái người ở trong cái ngành này, và ngay cả với CEO của Binance cũng vậy, và anh chỉ muốn là bây giờ là cái mục đích của anh là hãy cùng nhau hòa giải, rồi hãy cùng nhau xây dựng cái ngành blockchain này trở nên nó phát triển hơn mà thôi, chứ cũng không có muốn gây war làm gì đó, cũng không muốn gây war làm gì đó. Nhưng mà phía CEO Binance là một người trước đây anh em thấy là vốn dĩ là không gây war, tức là bây giờ chúng ta gặp một cái trường hợp nó đảo lộn lại á, thì Sam trước đây rất là hiếu chiến, đúng không? Còn CEO Binance trước đây thì rất là hiền, rất là khiêm tốn, rất là bình thường, bình dị và rất là dĩ hòa vi quý. Thì bây giờ trong trường hợp này chúng ta ngược lại vậy đó, thì ngay lập tức đó thì CEO Binance cũng có một cái lời khẳng định rất là đâm thép rằng là sao? Rằng là cái việc mà ông xả toàn bộ FTT thì đây chính là một cái bài học mà ông đã rút ra được từ cái vụ Luna. Thì anh em hiểu được cái câu nói này của CZ không? Tức là sao? Tức là anh em hãy hình dung lại cái vụ Luna đi, là từ mấy tỷ đô Luna chỉ còn có khoảng là mấy nghìn đô thôi đó. Thì bây giờ chẳng khác nào CZ nói như vậy á, thì chẳng khác nào CZ đang so sánh với cái việc là FTT như Luna vậy anh em đó. Và FTT có khả năng sẽ trở thành Luna, nên bây giờ thà xả trước, cầm tiền trong túi trước đã, chứ không thể để mà mấy tỷ đô đó để trở thành về các bụi, thành mấy ngàn đô, mấy trăm đô được. Rồi, đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai đó là ông cũng đã khẳng định đó, ở trên mình có giải thích là ông khẳng định là đây không phải cái trường hợp chơi xấu gì cả. Ông vẫn sẽ hỗ trợ những dự án, ông sẽ hỗ trợ những cái người bạn trong cái ngành blockchain này, nhưng mà ông sẽ không giả vờ để mà có thể mà bắt tay với những cái người mà đã cắt đứt mọi cái mối quan hệ đối với ông. Đó thì cái mối quan hệ này là gì, thì hồi nãy mình có đưa cho anh em ở đầu bài viết, tức là cái mối quan hệ này là trước đây á là FTX đã mua được quyền sở hữu của sàn Binance, và cả hai cũng đã đều hợp tác ở trước đây rồi đó. Thì cái đó là cái ý thứ hai. Và cái ý thứ ba đó, đây là một cái ý mà mình chỉ muốn nhắc nhanh qua thôi, chứ mình không có muốn đào sâu, tại vì nó hơi liên quan về cái yếu tố chính trị một tí. Tức là ông sẽ không có hỗ trợ những cái người nào đó mà đã tham gia vào chính trị, vận động hành lang và sử dụng cái biện pháp chính trị đó để mà có thể chơi xấu những cái người khác
trong cái ngành này, thì cái đó là cái điều mà ông không có thích và ông không có ủng hộ, ông không có dung thứ đối với cái việc này anh em. Rồi, và cái yếu tố đó thì tí mình sẽ giải thích sau cho anh em ha. Rồi chúng ta đi tới tiếp theo, thì ngay sau khi mà chúng ta có một cái drama căng thẳng nổ ra như vậy đó, thì đến cái lúc mà mình thực hiện cái video này đó, thì anh em biết rằng là FTX đang đứng trước một cái áp lực rút tiền rất là ồ ạt từ bên phía nhà đầu tư. Tức là sao? Tức là bây giờ chúng ta đã có hai chiến tuyến, một là những người theo CZ, một là những người theo FTX. Thì có lẽ bây giờ là người dùng, những cái trader đó anh em, thì họ đã đang tin CZ hơn rồi. Và cái việc đó nó thể hiện là họ đang rút tiền rất là ồ ạt từ bên phía sàn FTX ra đó. Và cái việc mà rút tiền ồ ạt như vậy thì đã có minh chứng ở đây anh em, đã có minh chứng ở đây. Thì anh em thấy đó, là đầu tiên là cái số lượng token FTT gửi lên sàn FTX ghi nhận, tức là họ, tức là những cái trader họ đang cầm FTT đó, bây giờ họ sợ quá rồi, họ chuyển lên, họ xả rồi. Và tiếp theo nữa là họ rút tiền ồ ạt. Anh em thấy ở đây, đây đó, những cái stablecoin được rút ra khỏi cái sàn giao dịch này thì FTX còn hơn cả KuCoin nữa, 451 triệu đô trong vòng 7 ngày qua, cái con số rất là lớn anh em đó. Và tại vì họ lo ngại rằng á, thì nếu mà CZ xả như vậy, cộng với cái việc mà số cái những cái tài sản, những cái token FPT mà sàn FTX hồi nãy mình có nói là đem đi về thế chấp đúng không, và hiện tại đó thì cái cash, tức là cái tiền mặt của FTX á, thì thật sự cũng không có nhiều. Tại vì nếu mà anh em để ý trong thời gian vừa qua thì FTX đã raise, đã huy động và đã kêu gọi tiền rất là nhiều. Và tại sao họ phải kêu gọi như vậy? Tại vì là họ đã thực hiện những cái thương vụ mua lại rất là nhiều anh em. Mà khi mà anh em thực hiện những cái thương vụ mua lại như là tài sản của Voyager này, hay là họ đang tiếp tục họ mua những cái công ty blockchain game từ hồi đầu năm tới giờ, họ mua rất là nhiều, thậm chí họ còn đầu tư thể thao nữa. Thì hiện tại thì có vẻ như FTX đang bị cạn kiệt tiền mặt, nên họ mới huy động thêm, để họ có thể thực triển khai cái thương vụ mua lại của họ. Cộng với việc bây giờ cái tài sản họ đang nắm giữ là có thể là Ethereum stablecoin và chủ yếu là FTT nữa, thì trong trưa nay thì họ đã rút Ethereum và stablecoin ra rồi, và hiện tại là FTT đó nữa. Nhưng mà cái FTT đó thì họ nắm như vậy nhưng mà họ đem đi thế chấp chứ họ không có giữ lại. Và nếu gặp một áp lực xả từ CZ như vậy thì chắc chắn là cái lượng nó sẽ bị thanh lý. Vì vậy á, nên anh em biết được rằng á, người dùng họ đã nhận ra vấn đề đó và họ sợ rằng là sàn FTX á, sẽ thiếu thanh khoản, nên vì đó họ đã rút tiền ra. Và cái trạng thái này đó là họ lo ngại rằng FTX trước sau thì cũng bị bankrupt, tức là bị vỡ nợ đó nè, và tiền thì sẽ không có được trả lại, nên họ ồ ạt họ rút ra như vậy đó. Và dường như á, là đã xuất hiện nhiều cái thứ âm mưu. Tức là sao? Tức là hồi nãy á, ở trên đầu bài viết này thì mình có đặt cái tiêu đề ở đây là các đòn coi hệ Solana và FTT. Tại sao lại làm như vậy? Thì anh em thấy đó, cái hệ sinh thái của Solana và FTT là dường như là trước đây chúng ta đã quen biết khá là nhiều đến với cái tên của CEO FTX Samsung đúng không? Bởi vì các đòn coi nó bay thì nghĩ như là đã có một cái bàn tay phù thủy của Samsung đứng sau. Thì đó là cái điều mà chúng ta không thể phủ nhận được rồi. Vậy thì bây giờ có một cái thuyết nào để mà cứu FTT hay không? Thì chắc hẳn là đó chính là có ai đó xả Sol. Đó thì ở đây là mình không có khẳng định rằng là Sam đã xả Sol, nhưng mà ở đây thì mình đưa ra một cái thuyết âm mưu cho anh em thôi. Đó tức là bây giờ chắc hẳn là những cái lượng token mà Sam đang giữ chắc chắn sẽ là Sol, sẽ là Radium, sẽ là Oxy đúng không? Những cái token mà của hệ Sol á, tại vì Sam giữ rất là nhiều. Đó. Thì bây giờ thì chỉ còn một cách là xả những cái đồng đó ra để mà có tiền để mà đi cứu FTT mà thôi. Đó, thì ở đây đó thì ngay cả ở đây thì mình có để một cái giá trị tài sản của quỹ Alameda Research. Thì hồi nãy mình có nói là Alameda Research là một cái, dường như là một cái phân thân, một phần chị em của FTX. Thì ở đây đó thì giá trị tài sản của Alameda Research là 14,6 tỷ và token FTT chiếm phần lớn. Nó hoàn toàn trùng khớp với cái điều mà mình vừa diễn giải cho anh em luôn đó. Và kèm theo đó là rất nhiều token khác nữa, và chủ yếu là token của hệ Sol. Thì anh em thấy là nếu mà cái thuyết âm mưu này đúng thì dường như là cái phản ứng giá của hệ Sol trong ngày hôm nay cũng đã khá là hợp lý rồi đúng không anh em? Khi mà chúng ta thấy Sol, chúng ta thấy Radium, chúng ta thấy Oxy đều đâm khá là mạnh trong ngày hôm nay. Đó. Thì và mình quay lại cái vấn đề hồi nãy là tại sao CZ và Sam lại giải quyết theo một cái biện pháp mà mình cho rằng là nó khá là trực diện như vậy đối với hai businessman, đối với hai cái người mà họ làm kinh doanh, họ đứng đầu ngành như vậy, thì tại sao họ lại không có lựa chọn một cái biện pháp mà bây giờ nếu mà
anh như vậy thì chúng ta hãy thỏa thuận ngầm, hay là chúng ta sẽ bán qua OTC, hay là chúng ta sẽ không có đưa lên mạng, không có đưa lên Twitter để cho cộng đồng thấy trực diện như vậy. Tại vì nó không có hay cho lắm, và thậm chí nó còn gây ra một cái hiện tượng panic sale, rồi hiện tượng sợ hãi, rồi nó làm cho thị trường bị rúng động một phần nào nữa anh em. Thì hồi nãy mình có giải thích là anh em thấy thị trường của chúng ta ngày hôm qua đang chỉ chỉnh nhẹ thôi, đang chỉ chỉnh nhẹ thôi, và đang trên đà hồi phục rất là đẹp luôn. Nhưng mà ngay khi cái drama này ra, và ai cũng biết thì mọi người đang sợ hãi đến mức nào, đúng không? Và hôm nay chúng ta đã chứng kiến một cái cú đâm của BTC từ khoảng trên 21.000 về 21.000 về 20.600, và Ethereum là từ khoảng là 1.650 về tới tận 1.540 đó. Thì ở đây thì dường như là mình cảm thấy rằng là cái việc mà họ đem lên để mà họ căng thẳng đến như vậy, thì có lẽ là cái mâu thuẫn này nó đã đạt đến đỉnh điểm rồi anh em, nó đạt đến đỉnh điểm rồi, nó không thể nào mà có thể hòa giải được nữa. Và cái này nó bắt đầu từ đâu? Thì hồi nãy mình có trình mình đi từ dưới lên để cho anh em dễ hình dung ha. Thì hồi nãy mình có nói rằng là cái lịch sử của Binance và FTX dường như đã không có mấy tốt đẹp từ khoảng năm 2018-2019 rồi. Đó, thì vào tầm khoảng tháng 11 nè anh em, vào tầm khoảng tháng 11-2019 thì Binance đã khởi kiện FTX. Đó, với cáo buộc là FTX là tấn công thao túng và đòi bồi thường 150 triệu ha. Đó, tuy nhiên là cả hai đã hòa giải sau đó, và Binance đã đầu tư một phần cổ phần vào FTX. Đó, và cái việc đầu tư cổ phần vào FTX này đó thì hồi nãy là Binance đã nhận lại khoảng là 2,1 tỷ FTT và BUSD đó em. Đó, và chỉ vài tháng sau thì Binance đã hủy niêm yết cái token này để bảo vệ lợi ích người dùng và tạo ra sản phẩm đồng quỹ của riêng mình. Đó, và cho đến giữa năm 2021 thì FTX đã mua lại toàn bộ cổ phần của Binance đầu tư vào năm 2019. Đó, tức là sao? Tức là cái động thái mà mua lại toàn bộ cổ phần của Binance có nghĩa là Sam đã cảm thấy mình đã mạnh rồi, đá CZ ra một bên. Đó, anh em phải hiểu như vậy nha, tại vì mình đang dùng trong cái bối cảnh căng thẳng anh em. Đó, ở đây mình dùng chính thức chấm dứt để cho anh em đọc, để cho mình cảm thấy nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà thực sự là mua lại toàn bộ cổ phần của Binance và đá CZ ra một bên, tức là đá CZ ra khỏi sàn FTX đó. Rồi, và cả CZ và Sam Swan hồi đó, kể từ cái vụ này đó thì cũng đã khá là kịch liệt với nhau. Và cho đến năm 2021 thì anh em thấy thị trường của chúng ta chia ra làm hai chiến trường. Một chiến trường là của CZ và một chiến trường là của Sam Swan. Thì chúng ta không thể phủ nhận rồi, hai người giàu nhất ngành tiền mã hóa là hai người này. Và đây dường như được xem là hai ông trùm của ngành crypto luôn. Và tiếp theo nữa thì một cái sự kiện đỉnh điểm tiếp theo, tức là cái vết rạn nứt giữa cái việc mà cổ phần qua lại với nhau trong quá khứ, nó đã kéo dài cho đến tầm khoảng giữa năm 2022 anh em. Giữa 2022 thì chúng ta có một cái drama mới, đó chính là cái cuộc khủng hoảng thanh khoản của Celsius, rồi của 3AC Capital đó. Thì cái quan điểm của Sam là mua lại, đúng không, là mua lại cái công ty đó và cứu những công ty đó. Nhưng mà chắc hẳn ở đây mình chắc chắn là 100 anh em đang xem thì hết 90% anh em đã biết được cái câu chuyện đằng sau đó, là cái người châm ngòi cho những cái sự kiện đó là ai. Ở đây thì mình sẽ không chắc chắn 100% là Sam Swan, nhưng mà đã có những cái dữ kiện nó trùng khớp, và dường như là cộng đồng, cái tâm lý cộng đồng đó, họ đã khẳng định rằng là Sam là cái người đứng sau những cái vụ sập đó, từ vụ sập Luna kéo dài cho đến cuộc khủng hoảng thanh khoản, khi mà chính quỹ Alameda Research cũng chính là người debate stake ETH với ETH ở trên pool của Curve luôn. Đó, tức là sao? Tức là cả Sam Swan và cả Alameda Research đã gây sập thị trường vào cái thời điểm đó để mà có thể mà tạo cơ hội cho họ để mà họ gom hàng lại, họ mua lại những cái đó để mà họ trở nên vững mạnh hơn. Đó, và sau đó là họ lấy cái việc đó để mà họ nói là họ muốn trở thành một người anh hùng trong cái thị trường crypto, giữa cái bối cảnh mà hoặc bối cảnh hỗn loạn như vậy, khi mà ai cũng phân tranh hết đó. Thì đó là cái nước đi của Sam. Nhưng mà đối với CZ đó thì anh em biết được là CZ từ trước tới nay thì mình dĩ nhiên là mình cảm thấy là anh em hay chơi long sọt đó, anh em nói CZ lấy tiền của anh em gì đó. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng đó là CZ chính là một cái người builder thật thụ luôn, khi mà anh em thấy là bản thân của CZ và sàn Binance đã build khá là chuẩn chỉnh tất cả mọi thứ. Và ngay cả cái những cái chiến lược phát triển của CZ cũng là đi ngoại giao với những cái quốc gia. Rồi ông cũng khá là thân thiện, đúng không? Ông cũng khá là thân thiện. Và ngay trong cái bối cảnh khủng hoảng khoản này đó, thì ông cũng đã đưa ra một những cái nhận định rằng là đối với những cái công ty mà họ kinh doanh mà ám, hoặc họ kinh doanh đến nỗi mà phá sản, mà họ trục lợi người dùng, họ đi làm những cái chuyện xấu đó, thì ngay cả sàn Binance họ cũng không có trợ giúp, mà họ chỉ trợ giúp những cái công ty nào mà xứng đáng
có thể phục hồi thôi. Đó thì bởi vì hai cái quan điểm khác nhau như vậy nên vào thời điểm đó, đó cả CG và cả Samsung cũng đã lên để mà đấu khẩu với nhau trên Twitter đó. Và cái thời điểm đó anh em biết được rằng đây cũng là một cái drama khá là căng thẳng. Và ngay sau đó đó thì CG cũng đã nhắc nhẹ rằng đó, cũng đã nhắc nhẹ Samsung sau đó rằng mặc dù là không đề cập đến chủ đích Samsung, nhưng mà CG cũng đã nhắc nhẹ rằng là có những sàn giao dịch hiện nay là đang sử dụng những cái chiêu trò gian lận giao dịch để mà có thể đánh lừa người dùng. Đó thì ông không có nhắc đến ai, nhưng mà chắc chắn là chúng ta biết là đó là sàn FTX. Đó. Thì chúng ta có một cái mâu thuẫn từ năm 2019 và chúng ta có một cái mâu thuẫn từ cuộc khủng hoảng thanh khoản. Rồi, và đến một cái yếu tố mà mình cho rằng đây là một cái yếu tố chính trị hồi nãy mình nói đây, thì anh em nhớ rằng á, là hồi trước mình có đưa ra một số cái tin tức về sàn Binance bị phớt liên tục ở trong khoảng là tháng 5, tháng 6, tháng 7 không anh em? Nào là bị cáo buộc rửa tiền 2,35 tỷ USD từ năm 2017 tới bây giờ. Rồi nào là bị BNB bị điều tra là nghi chứng khoán nè. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có những cái phớt như là FBI bắt được CG ở hầm khách sạn của ông, ở hầm biệt thự của ông, rồi phát hiện một đống BNB gì đó. Đúng không? Nó rất là buồn cười. Và sau đó chúng ta có những cái mặt báo sử dụng những cái ngôn từ đả kích và sử dụng những cái ngôn từ xúc phạm quá thể đối với CG và phải khiến ông bực bội để mà ông kiện. Thì anh em thấy là những cái tin tức đó, những cái phớt đó là đều do hai tờ báo mà chúng ta xoay quanh, đó chính là Reuters và Bloomberg. Đó, thì dường như á, là hồi nãy mình có chiếu cho anh em á, là CG á, có đăng một cái tweet nói là ông sẽ không có khoan nhượng đối với những cái người mà họ đã lợi dụng, họ đã vận động những cái hành lang chính trị để mà họ tấn công những cái kẻ khác, họ chơi xấu những cái kẻ khác. Thì ở đây á, thì nó mình nhắc nhẹ một tí thôi, nó hơi liên quan một tí, thì có lẽ là ông muốn nói đến là việc mà Sam đã vận động hành lang chính trị ở Mỹ rất là nhiều, rồi đến gặp Nhà Trắng rất là nhiều. Vì thế nên có thể là những cái mặt báo quốc tế này, thì chính Sam đã và cùng với những cái liên minh của Sam đó ở trong những cái mà thuộc về chính quyền rồi đó, thì đã cố tình để mà chơi xấu Binance đó. Nên vì thế ngay tại thời điểm này, lúc mà những cái tin đồn thất thiệt vây quanh Sam, lúc mà Sam đang cạn tiền mặt, lúc mà những cái tin đồn thất thiệt về việc FTT đang cầm tay đi thế chấp quá nhiều và có thể dẫn đến khả năng bankrupt, thì CG đã có thể là rất là thông minh để lựa chọn một cái cú tấn công rất là ác đó. Mình phải dùng đồng thâm hiểm anh em, thâm hiểm đến Sam để mà có thể phản công lại những cái gì mà Sam đã làm với ông ở trong quá khứ. Rồi thì ở đây thì anh em thấy á, trong ngày hôm nay thì mình vào Twitter của CG thì anh em thấy rằng là ông dường như là ông sát muối thêm vào cái vết thương của cộng đồng vào ngày hôm qua, khi mà anh em biết là ngày hôm qua ông nói là ông xả FTT đúng không? Thì ông đã khẳng định một lần nữa, thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã biết được là tự nhiên có 584 triệu USD được chuyển đến sàn Binance. Đó, 584 triệu USD này là 23 triệu FTT. Thì ông đã tweet lên một cái, ông nói rằng đây chính là một phần của sàn Binance. Đó, tại vì lúc đó là mọi người đang nghi ngờ luôn, nhưng mà ông đã khẳng định đây chính là một phần của sàn Binance. Đó, thì chúng ta hãy hiểu là cái số mà khoảng nửa tỷ này chỉ là một phần thôi nha anh em, phần còn lại thì chúng ta không biết nó là bao nhiêu. Đó, và tiếp theo nữa thì ông cũng tweet đó những cái tweet hồi nãy mình mới vừa nói, và cũng đã có một cái người dùng hỏi ông á, là cái số FTT này đó là đã bị lock trước đây hay là nó không có lock và tại sao đến bây giờ ông mới bán. Thì ông nói rằng đó là ngay cái thời điểm đó thì ông không có lock cái số lượng FTT này, không có được khóa lại và trả luôn đó. Và cái việc mà ông bán bây giờ đó thì tại sao ông không bán trước đây, tại vì là ông vẫn hold cái đồng FTT này mà đó, nhưng mà bây giờ bán là tại vì nó có một số cái lý do mà ông không thể hold được nữa, tức là nó đã đạt tới một cái ngưỡng giới hạn để nắm giữ rồi. Và cái ngưỡng giới hạn này thì nó phụ thuộc vào những cái điều mà mình vừa trình bày cho anh em đó. Nó đã đi quá giới hạn từ mâu thuẫn cá nhân, từ mâu thuẫn và những điều mà Sam đã làm đối với thị trường mà khiến ông ngứa mắt và gây ảnh hưởng tới ông nữa. Đó, và ông cũng đã khẳng định rằng là cái việc mà ông bán FTT này thì ông không có muốn tấn công đối thủ của mình, và ông chỉ muốn là chúng ta phát triển cùng nhau mà thôi. Nhưng đây chỉ là những cái lập luận mà nó khá là hợp lý đúng không anh em? Tại vì nếu mà lock thì tới bây giờ mà unlock cái số FTT đó ra ông bán thì chúng ta còn nói được là CG chơi xấu. Nhưng mà cái này á, ông đã khẳng định là cái số FTT này không có lock, tức là ông đã hold từ hồi năm 2019 tới bây giờ là 3 năm rồi, thì bây giờ bán thì cũng đâu có một cái lý do gì để mà chúng ta nói là CG chơi xấu
Sam rồi đúng không? Và cộng đồng cũng không có cái lý lẽ gì để mà có thể nói được như vậy cả. Tất cả thì chúng ta chỉ ngồi và để hiểu cho nhau mà thôi. Đó, thì đứng trước cái nguy cơ đó thì hôm nay anh em thấy là đã có rất nhiều những cái tweet nổi tiếng của những cái người mà họ bám sát vào thị trường crypto đó. Thì ở đây mình tham khảo của Dr. Profit, một cái người mà trader cũng khá là nổi tiếng anh em, và chiến lược của ông rất là hiệu quả. Thì ông cũng đã tweet một cái tweet cũng khá là hay. Thì ông nói là với cái tình hiện tại thì Sam không thể nào mà có thể là mua cái số Bitcoin sắp được xả ra của sàn MTGOS nữa. Thì có lẽ là đây cũng là một cái điều mà ông đã đoán trước được rồi. Tức là nếu mà trong tương lai sắp tới nè, thì vào tháng trước thì chúng ta cũng đã quá lo sợ với cái việc là sàn MTGOS sẽ xả Bitcoin ra, thì chắc chắn là cái việc đó thì Sam sẽ mua rồi. Tại vì là chúng ta cũng đã có nhiều cái thông tin rằng là Sam và Alameda Research đã có những cái kế hoạch là chuẩn bị mua Bitcoin rồi mà, đúng không? Rồi, và tiếp theo nữa là ông nói là bây giờ sàn FTX đang bị như vậy, thì KuCoin có lẽ sẽ là sàn tiếp theo gặp một cái trường hợp như vậy. Và cái điều này nó sẽ gây ra một cái viễn cảnh panic trên toàn thị trường, nên vì thế mọi người cần cẩn trọng. Thì nhắc đến KuCoin này thì anh em biết là Alameda Research thì cũng là một MM khá là có tiếng của sàn KuCoin. Và KuCoin cũng đã bị một cái first vào hồi tầm khoảng tháng 7 là bị nghi vấn là chặn người dùng rút tiền rồi. Nên đây cũng là một cái chuỗi dây chuyền mà chúng ta cần phải chú ý trong thời gian sắp tới. Khi mà bây giờ một trong những cái sàn lớn nhất thế giới là FTX đang bị những cái vấn đề nghiêm trọng như vậy anh em, thì cũng cần phải cảnh báo anh em rằng là trong tuần này chúng ta đã có một cái biến lớn như vậy rồi. Và trong tuần này vào khoảng thứ năm thì phải, thì chúng ta cũng sẽ có một cái tin CPI của tháng 10 nữa. Nên là anh em giao dịch hãy nên cẩn trọng, nhất là anh em tham gia thị trường phái sinh. Tại vì biến động giá bây giờ nó đã rất là lớn rồi, nó không dao động ở tầm khoảng 19-20 nghìn nữa, mà nó là 18-21-22 nghìn. Nên vì thế anh em phải cẩn trọng để có thể bảo vệ tài sản của mình nha. Rồi, video đến đây là hết. Mình xin cảm ơn anh em. Rồi, hẹn gặp anh em trong những video sắp tới nhé. Bye bye.